Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thu Anh Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua fanpage Chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua bài Tarot, Oracle cũng như vật phẩm phong thủy đá thạch anh với mình qua fanpage tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và hiện nay thì mình đang triển khai gói vận hạn 2022. Gói này mình áp dụng, tận dụng đi tất cả kiến thức của mình về bói bài, chiêm tinh cũng như là phong thủy. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin về gói bằng cách liên lạc với mình qua một trong ba fanpage nhé. Rồi, hôm nay thì chúng mình đến với trải bài dự đoán tuần mới. Ngày tháng mình để ở phần tiêu đề và nhớ cho mình là tuần ở đây tính theo lịch dương nha. Ok, giờ mình xin phép được bắt đầu phần chọn tụ. Rồi, hôm nay chúng mình sử dụng bài trà để bói tuần, dự đoán tuần, và thêm bộ bài lời thì thầm từ thiên nhiên để xin thông điệp kèm thêm cho tụ, cho mỗi tụ. Và để chọn tụ thì có ba trụ đá như sau. Trụ tụ một là trụ đá cherry quartz, hay còn gọi là đá anh đào đi. Đấy, tác dụng của trụ đá này là ngăn cản, bảo vệ bạn khỏi những cái tia bức xạ, hay là tia gọi là tia gì nhỉ, tia cực tím hay tia gì nhỉ, từ các thiết bị điện tử. Nên bạn nào mà hay dùng điện thoại hay là ngồi văn phòng nhiều, ngồi máy tính nhiều giống như mình ấy, thì nên có cái trụ đá này đặt ở cạnh bàn làm việc, đặt ở trên bàn làm việc. Ngoài ra thì dù sao thì nó cũng là viên đá màu đỏ, nên là nó liên kết với luân xa gốc rễ, giúp bạn gọi là chăm chỉ hơn và tập trung vào mục tiêu. Thế nếu bây giờ đặt trên bàn làm việc thì một mũi tên trúng hai đích rồi còn gì. Chúng mình vừa tập trung vào mục tiêu và chúng mình vừa ngăn cản tia bức xạ từ các thiết bị điện tử đến với bạn. Rồi, thế thì với tụ 1 mình thấy là tuần này rất là chăm. Mình không biết bạn đang làm gì, mục tiêu của bạn là gì, nhưng mình thấy là rất là chăm chỉ đấy. Đấy, một năng lượng mà nhiều lửa, nhiều nhiệt huyết đi. Đấy, màu đỏ mà, nên mình cảm nhận được một cái năng lượng nhiều lửa, nhiều nhiệt huyết, quyết tâm cao độ để đạt được mục tiêu trong tuần tới. Rồi, tụ 2 thì chúng mình có trụ đá Kyanit, và trụ này thì mang tính hỗ trợ nhiều hơn, hỗ trợ các loại đá khác. Ví dụ như là bạn sử dụng thạch anh hồng để chữa lành tổn thương tình cảm, hoặc là thạch anh vàng để cải thiện tiền bạc tài chính, và bạn muốn là kết quả đến nhanh hơn thì chúng ta đặt các loại đá mang tính khuếch đại đó, hoặc là mang tính chữa lành đó, đặt cạnh là Kyanit, đá này này. Đấy, thì cái quá trình của bạn sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Thì với tụ 2 mình thấy ở đây đấy là trong tuần này nhá, trong tuần này vì đây là loại đá hỗ trợ nên là không cần phải thanh tẩy. Thế thì trong tuần này mình cảm thấy là tụ 2 khá là yên bình, có gì đấy khá là yên bình, an nhiên, yên ổn. Nhưng mình lại có một chút cảm giác là sẽ đau họng, hoặc có vấn đề về họng, cổ họng, ho. Đấy, sẽ có chút vấn đề về họng, hoặc là bạn phải nói nhiều hay gào thét nhiều hay gì đó sẽ khiến cho bạn bị khó chịu ở cổ họng nha. Rồi, để đấy trực giác của mình thôi, nó chẳng liên quan gì đến đá Kyanit đâu. Tiếp theo là đá fluorit cầu vồng. Đá này là một trong những cái loại đá mà không phải mang tính chữa lành, mà nó mang tính thúc đẩy quá trình phát triển tâm linh. Đá này với đá Mondavit, đá thiên thạch, đã từng xuất hiện trong video của mình, có tác dụng đẩy mạnh hành trình phát triển tâm linh. Thì dành cho những bạn nào mà đã chữa lành hòm hòm rồi nhá, còn những bạn mà đang có quá nhiều tổn thương cần chữa lành ấy, thì mình nên tập trung hay sử dụng những loại đá mà mang tính chữa lành trước. Đấy, sau đến khi mà bạn thấy là tình cảm tôi hòm hòm rồi, tôi tự tin hơn rồi, bây giờ tôi muốn
bước tiếp trên cái hành trình của tôi, vì tôi muốn biết là bước tiếp theo tôi nên làm gì. Đấy, thì chúng ta dùng những loại đá mang tính đẩy mạnh quá trình tâm linh, thì khi mà dùng đá này á, có thể là bạn sẽ, cái suy nghĩ của bạn hay là trực giác của bạn nó rõ ràng hơn, là một, hai là có thể bạn sẽ gặp người mentor, người thầy hướng dẫn, người thầy trên cái hành trình tâm linh này, hoặc là bạn sẽ có những giấc mơ điềm báo, hoặc là có những dấu hiệu từ vũ trụ để bạn đi trên cái hành trình dễ dàng hơn và nhanh hơn. Nhưng mà thường thì chúng mình phải chữa lành xong hoặc là hòm hòm rồi thì chúng mình mới có được những dấu hiệu đó, bởi vì nếu mà tổn thương vẫn còn khổ sở chuyện tình cảm này, khổ sở với vấn đề tinh thần tâm lý của bản thân, thì kể cả khi bạn dùng đá này, thầy có xuất hiện, các dấu hiệu vũ trụ có gửi, bạn cũng không nhận ra đâu mà. Vì bạn đang quá tập trung vào cái vết thương của chính mình. Giống là trong chuyện Lão Hạc đúng không nhỉ? Ông già ông có nói là một người bị đau chân thì có nghĩ được chuyện gì khác ngoài cái chân đau của mình. Đang nói với vợ ông, ý là bảo là nhà cũng nghèo ấy, thì làm sao mà lo được cho Lão Hạc cũng đang nghèo đấy, tức là bản thân mình đang khổ sở nghèo đói vất vả thì làm sao mình để tâm được đến chuyện khác, kiểu như thế nhá. Thì với tụ ba mình thấy là trong tuần này đi đấy, mình không cảm thấy là sẽ có một cái bước tiến vượt bậc hay vượt trội trong hành trình tâm linh của bạn, nhưng mà mình thấy nó giống như một giai đoạn, cảm giác như là cái giai đoạn hiện tại bạn đang tập trung nhiều cho tâm linh, bạn đang tập trung nhiều cho chữa lành hoặc cho thiền định, thì tuần này nó vẫn tiếp tục. Cả tụ 2 và tụ 3 thì mình đều thấy có năng lượng chung là năng lượng của sự yên bình, nên mình nghĩ là tuần này không có nhiều sự kiện lớn đâu, nó là một tuần bước đệm thôi. Có mỗi tụ 1 thì khá là bận rộn, khá là máu lửa trong tuần này. Rồi, thế sau khi các bạn chọn tụ xong thì xin phép được vào tụ 1 luôn nhá. Hello các bạn tụ 1, các bạn là những người chọn trụ anh đào, và mình sẽ để đồ vật chọn tụ của các bạn ở đây. Như đã nói ở đầu video, đấy là mình thấy các bạn tụ 1 tuần này rất chăm chỉ, nỗ lực, quyết tâm và tương đối bận rộn. Rồi biết thế, bây giờ mình sẽ rút bài Oracle để xin lời khuyên thêm cho các bạn. Bộ này hơi to, thành ra xào bài khó. Rồi, giờ rút mấy lá cho bạn nhé. Đầu tiên bạn có một loạt các hành động, 37 là số 37. Ideal course of action. Niềm tin, 22, bước nhảy niềm tin. Bức tranh toàn cảnh. Rồi, ba lá này đủ rồi, tôi thông điệp rất rõ ràng các bạn ạ. Thứ nhất là mình thấy bạn đang rất là chăm chỉ cho một mục tiêu lớn. Một mục tiêu lớn mà có cái cảm giác là đây là một mục tiêu không chỉ lớn mà có gì đấy tương đối điên rồ. Tương đối điên rồ. Một cái dự án lớn, một cái sự thay đổi lớn. Bạn đã biết phải làm gì rồi và đang trên hành trình, đang trên trong quá trình thực hiện, đang trong cái giai đoạn tăng tốc. Tuy nhiên vì nó điên rồ, nó điên rồ nên là có thể bị nhiều người ngăn cản, hay nhiều người nói là tao không nghĩ mày làm được đâu. Những người đó có thể là gia đình, có thể là bạn bè, không phải là họ có ý xấu. Đấy, nhưng mà họ chưa nhìn ra, họ không nhìn ra được cái tính khả thi của những thứ bạn đang làm. Có thể bản thân bạn cũng không nhìn ra, nhưng mà trực giác của bạn nói với bạn rằng đây là cái thứ mình
muốn, đây là đam mê của mình phải làm cho bằng được. Đấy, thì mình thấy ở đây này là ba lá bài này giống như lời khẳng định thôi, an ủi, khẳng định, động viên. Trước tiên là mày đang tụ một ạ, các bạn tụ một ạ, chúng mày đang đấy, thay lời vũ trụ nhá, đang có những cái hành động, mà hành động, cảm giác hành động nối tiếp hành động, kiểu đúng kiểu đang tăng tốc ấy, làm cái này rồi làm cái này rồi làm cái này. Đấy, bởi vì bây giờ mình biết mình có mục tiêu như thế nào rồi, bây giờ mình đâm thẳng xuyên thủng, chạy một mạch về cái mục tiêu đấy thôi. Mình có cảm giác các bạn tụ mùa đang có năng lượng như thế, và phải giữ vững niềm tin, bởi vì thỉnh thoảng đâu đó trong lúc mình đang chạy có những cái tiếng nói giống như kiểu có một bên vai là thiên thần, một bên vai là ác quỷ, thì con ác quỷ nó nói là mày không làm được đâu, sao mày biết được là mày sẽ thành công, nhỡ mày thất bại ngã chồng vó ra đấy thì sao. Đấy, nó là như thế rồi. Và bài muốn bạn phải giữ vững niềm tin. Và lá cuối cùng, lời khuyên cuối cùng, đấy là bức tranh toàn cảnh. Tức bức tranh toàn cảnh ở đây nhá, mình, chúng mình phải nhìn rộng ra, và chúng mình phải nhìn được cái lợi ích rộng, lợi ích lâu dài, chứ không phải là lợi ích trước mắt. Một trong những lý do mà mọi người thường không thể sống được đúng với tiềm năng của bản thân, không thể làm được những gì mà họ đam mê, họ thật sự muốn, họ chỉ nghĩ trong đầu nhưng họ không dám hành động, là bởi vì họ không nhìn được cái lợi trước mắt của, cái lợi lâu dài của những gì họ sẽ làm. Họ chỉ thấy cái lợi trước mắt. Ví dụ như là nhất cái câu, một cái ví dụ dễ hiểu nhất, đây là mọi người hay bảo là học toán để làm gì, ra rồi có dùng hằng đẳng thức đâu, có dùng sin cos đâu. Đấy, mà mình chỉ tính toán tiền bạc thôi mà. Đấy, chỉ tính tiền đi chợ thì có dùng sin cos bao giờ đâu. Đúng là như thế. Rồi bây giờ bạn tính gì bạn cũng cần máy tính, bạn đâu có phải tự tính nhẩm đâu, đúng không? Tuy nhiên là cái việc học toán ấy, nhìn rộng hơn, nhìn xa hơn, là giúp cho chúng ta cải thiện khả năng tư duy logic. Thế nên giúp cho chúng ta trong cái kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Nhưng mà cái điều này buồn cười ở chỗ là tại sao giáo viên toán không ai nói, cứ chỉ đơn giản là học đi, bởi vì nhà trường bắt học, bởi vì mày thi đại học môn đấy, mà không ai nói lý do vì sao chúng ta cần học bất cứ bộ môn nào. Thì cái hành trình này của bạn cũng vậy, việc bạn thất bại hoàn toàn có thể xảy ra. Mình không nói với bạn rằng bạn chắc chắn thành công. Tuy nhiên có một số người sẽ bảo là tại sao tôi tốn sức như thế để rồi tôi thất bại, thế nên ngay từ đầu tôi sẽ không làm. Bởi nếu bạn nghĩ như thế thì cả đời bạn chẳng bao giờ làm được cái gì nên hồn. Còn những người mà họ thành công là những người trước đó họ đã thất bại 99 lần rồi, bởi họ biết tuy là họ thất bại nhưng những gì họ có được, họ đã trải qua trên hành trình này sẽ giúp ích cho họ trong tương lai, để rồi cái lần thứ 100 họ thành công. Họ không đánh đồng thất bại bằng với yếu kém, hay là bằng với cái gì đấy nó kém cỏi, yếu kém. Họ không đánh đồng cái thất bại của thứ họ làm với thất bại cá nhân. Đấy, thì nhìn bức tranh toàn cảnh là như vậy. Ok. Để mỗi lần nỗi sợ nó đến, đấy, có những con ác quỷ bên vai của bạn nó nói với bạn rằng mày không làm được đâu, thì hãy bảo được, thất bại cũng được, không sao. Nhưng tao biết là thất bại vài lần thì sẽ có một lần thành công. Đấy, rồi bây giờ chúng mình sẽ đến trả bài tuần thứ hai. Chúng mình có ông già cuộc gặp gỡ với người lạ, một người đàn ông lớn tuổi hơn, và thứ ba và thứ hai, con kền kền cẩn thận là depression, hay là ai đó đang hãm hại bạn. Lại có người phụ nữ già rồi, hay ai đó rời khỏi cuộc sống của bạn. Ok. Bạn đang lo lắng không đâu vào đâu. Là ôi giời, lắm người quá nhỉ. Lại người nữa này. Rồi mình nghĩ cái người younger man này là bạn đấy. Thì trước hết là trong tuần này nhá, nó sẽ có sự kiện, nó không hẳn là một sự kiện
từng sự kiện nhỏ mà nó giống như một cái sự kiện lớn, nhưng mà nó sẽ liên quan hết ngày này qua ngày khác. Chết cái Younger Man này là bạn này, trong tuần này sẽ phải điêu linh hay là sẽ có chuyện cả tốt cả xấu với những người nhá, nhiều hơn một, hai hoặc ba người lớn hơn bạn rất nhiều tuổi, không quan trọng nam hay nữ, hoặc là chín chắn hơn bạn rất nhiều. Không chỉ là chín chắn về cuộc sống mà có thể trong cái hành trình, trong cái công việc này bạn đang làm á, họ có nhiều kinh nghiệm hơn bạn nhiều. Thế thì trong tuần này nhá, trước hết là cái người, một trong những người mà có kinh nghiệm như thế, có thể đây là cái người mà đang, mình lấy ví dụ nhá, bạn đang kinh doanh quán cà phê, mình giả sử thế. Thế bây giờ bạn làm chung với một chị hơn bạn 5 đến 6 tuổi. Chị này có những kinh nghiệm trong làm quán rồi. Đấy, và bạn cảm thấy là rất là an tâm khi làm chung với chị ý, bởi vì chị biết rất là nhiều thứ, chị rất là giỏi bla 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 bla. Nhưng đến tuần này bỗng dưng chị thông báo là chị không muốn làm nữa, chị xin rút vốn. Đấy, chị sẽ cố gắng giúp đỡ mình đến hết tháng 12 xong rồi sau đó tự mình phải bơi. Ôi thế là mình sợ quá, mình lo quá đến cái mức mà trầm cả. Cái việc mà mình, người này rời khỏi không phải là do cãi nhau, mình không thấy là do xung đột cãi nhau gì, mà do họ cảm thấy muốn rời vì lý do của riêng họ thôi. Đấy, nhưng mà cái vừa rời khỏi, người này vừa rời khỏi thì sẽ gặp một cái người khác, đấy là một người mới chưa gặp bao giờ, cũng nhiều kinh nghiệm, cũng có kiến thức, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bạn đang làm, đến để hợp tác, để giúp đỡ bạn. Thế nên không được gì phải lo cả. Nếu mà bạn đang đi đúng hướng, đúng cái hành trình bạn cần phải đi, cái hành trình mà linh hồn muốn đi, thì trời ơi, mọi thứ nó, bạn sẽ thấy mọi thứ khá là dễ dàng. Khá là dễ dàng. Hết người này đến người kia, bạn gặp hết quý nhân này đến quý nhân kia đến giúp bạn, và bạn thấy con đường thuận lợi hơn cái hướng mà linh hồn không muốn đi rất là nhiều. Nó giống như kiểu trước khi sinh ra, linh hồn chọn một bài học hay chọn một con đường hay chọn một sứ mệnh mà nó muốn thực hiện. Và nếu mà bạn đi đúng cái sứ mệnh đó thì mọi thứ rất là dễ. Đấy, mọi thứ dễ dàng, trời giúp, đất giúp, thiên thời địa lợi. Nhưng nếu mà đi không đúng thì thấy cái gì cũng không ổn. Rồi, tóm lại là tuần này các bạn tụ một, một là đang chăm chỉ nhá, năng lượng rất là trẻ trung, chăm chỉ, nhưng sẽ có sự thay đổi về nhân sự, về người làm cùng. Đấy, chúng mình đổi một người giỏi, một mentor, cứ cho là mentor đi, một mentor trong lĩnh vực bạn đang làm, lấy một mentor khác. Cái này thì mình hiểu đơn giản là cái người này với mình hết duyên rồi, họ giúp được mình đến thế, coi như họ trả xong tất cả nợ nghiệp gì gì rồi, và bây giờ chúng mình lại được trả bởi một người khác, thế thôi. Đấy. Luôn mở lòng đón nhận thứ mới, người mới, và cũng mở lòng bye bye, tạm biệt những người muốn rời khỏi. Không tìm cách kiểm soát, không tìm cách níu kéo nhá. Rồi thì đấy là trải bài của các bạn tụ một. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye. Hello các bạn tụ hai. Các bạn là những người chọn trụ đá Kianit, và như mình đã nói ở đầu video, các bạn tụ hai nhìn chung sẽ có một tuần tương đối yên bình, nhưng tuần này không hiểu vì lý do gì mà học của các bạn không được tốt. Có thể phải nói hơi nhiều, hét hơi nhiều, hát hơi nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ rút trước ba lá Oracle để xem có thông điệp nào cần lưu ý hay không. Rồi, ba lá cho bạn nhá. Đầu tiên chúng mình có tìm kiếm vẻ đẹp là số 44. Bạn xứng đáng với vẻ đẹp à? Một cái cách tiếp cận, fresh approach.
một cái tiếp cận mới. Cái ba lá này mang đến một thông điệp, đó là bạn xứng đáng hơn những gì bạn đang có tại thời điểm này. Đấy, thì mình không biết là cụ thể là vào khía cạnh nào, có thể công việc, có thể tình cảm, hoặc cái tình huống hiện tại, có một tình huống hiện tại bạn đang gặp, bạn đang ở trong một mối quan hệ. Đấy, và bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Đó là như thế. Với mình nghĩ là bạn nghe cái này xong thì bạn sẽ hiểu luôn bài đang nói về khía cạnh nào. Thế là công việc, bạn giỏi, bạn có kiến thức, bạn có tài năng, nhưng bạn vẫn ở trong cái công việc đó vì đó là công việc của gia đình, hoặc đó là bạn cả nể sếp, cả nể đồng nghiệp, bạn không nỡ từ bỏ họ. Đấy, kiểu như thế. Nhưng mà chỗ đó hoàn toàn không cho bạn cơ hội để phát triển nữa, mà bạn thì ở chỗ đó thì quá là phí hoài tài năng và kiến thức. Đấy, ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, đấy là bạn ở trong một mối quan hệ mà bạn biết là người này, nói thẳng ra thì có thể là bạn bè hoặc có thể là người yêu. Nói thẳng ra thì tần số của bạn sau nhiều lần tự chữa lành rồi cải thiện rồi phát triển bản thân, tần số của bạn đã cao hơn tần số của họ rất là nhiều rồi. Đấy, và bây giờ ở cạnh thì bạn chỉ có cảm thấy là bực bội, cảm thấy khó chịu, rồi cảm thấy mối quan hệ nó bị toxic. Đấy, mà lý do thì không phải là họ toxic, họ vẫn là họ thôi, nhưng mà họ đang dậm chân tại chỗ, còn bạn đã đi được một bước quá là dài, cái khoảng cách cách biệt quá lớn rồi. Thì khi mà nói về ví dụ như chỉ số IQ á, người ta có bảo là nếu mà chỉ số IQ cách nhau khoảng 30 điểm thì sẽ không giao tiếp được với nhau. Thì mình thấy là tần số cũng vậy, khi mà tần số một người quá cao và một tần số một người quá thấp thì rất là khó để giao tiếp. Thế nên là trên hành trình của bạn đấy thì có, chúng mình hiểu là chúng mình đến lúc phải từ bỏ rồi, đến lúc phải buông bỏ một số thứ rồi. Đấy kết. Rồi, bạn xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Biết thế. Rồi, cụ thể tuần này như thế nào? Mình rút bài ta, rút bài bài trà. Đầu tiên bạn có cái hộp, đầu tuần sẽ nhận được một món quà. Tiếp theo là tòa tháp. Thành công nhưng mà phải nỗ lực. Con cò, tin tức mới. Con chúa, gặp gỡ bạn bè. Hạnh phúc, vui vẻ. Ngựa một sừng hay còn gọi là con kỳ lân. Trực giác và keep your life balance. Đấy, nói chung là tuần này không có những sự kiện đau khổ gì đâu. Mình nói rồi, tuần này tuần yên bình thôi. Đấy, cuộc sống nó vẫn yên bình, chẳng qua là chưa đến cái mức phải cãi nhau xung đột vì cái khía cạnh đó, vì bạn vẫn chịu được họ, phải chịu được cái tình huống đó, mà chả ai biết tương lai thế nào. Đầu tiên thì 3 ngày đầu tuần 2, 3, 4 sẽ có tin tức mới hay là một cái món quà hay một cái cơ hội mới liên quan đến công việc, học tập và tài chính, liên quan đến cái lĩnh vực đó. Tuy nhiên cái tin vui này không phải là một tin vui từ trên trời rơi xuống, không phải cơ hội từ trên trời rơi xuống, mà nó chỉ là kết quả nghiễm nhiên, tất nhiên của một quá trình chăm chỉ, nỗ lực suốt bao lâu nay, thế thôi. Thế nên là khi mà nó, bạn nhận được cơ hội đấy, có vẻ như là bạn đã kỳ vọng, bạn đã biết được là sớm hay muộn tôi cũng nhận được, nên bạn cũng không có quá mừng rỡ hay là ngạc nhiên. Mừng thì mừng đấy, nhưng mà không quá ngạc nhiên. 2 ngày tiếp theo, 2, 3, 4, 5, 6, thứ 5, thứ 6 thì mình thấy ở đây là có sự đi chơi, gặp gỡ bạn bè rất là vui vẻ. Tâm trạng chung của hai ngày này là vui, phấn khởi. Có thể là chúng mình vừa nhận được tin vui, chúng mình đi khao bạn ăn, kiểu thế. Hoặc là bạn nhận được tin du học, gia đình mừng quá, gia đình
đi ăn với gia đình này, xong một bữa đi ăn với bạn này, một bữa đi ăn với người yêu, một bữa đi ăn với đồng nghiệp, kiểu kiểu thế. Rồi hai ngày cuối thì nhìn chung là cuộc sống cân bằng, mình thấy không gặp gỡ bạn bè nhiều nhưng mà cuộc sống cân bằng, vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên là cái ngày thứ bảy nhá, sẽ có trực giác khá là mạnh mẽ trong cái ngày này. Thế nên là sẽ có một số sự kiện mà tự dưng bạn cảm thấy là bạn muốn làm gì đấy hoặc bạn không muốn làm gì đó thì bạn nên lưu ý. Ví dụ thứ bảy bạn rủ đi ra quán cà phê ngồi chém gió, tự dưng trực giác của bạn bảo không muốn đi quán đấy mà muốn đi quán khác. Đấy, thế là bạn phải nghe và bạn đi quán khác. Về nhà bạn giở điện thoại mới biết là hóa ra cái quán mà mình định đi em không ghé thăm. May quá trực giác bảo mình đi quán khác đi. Nó sẽ là như thế nhá, kiểu như thế. Rồi, thì đấy là trải bài tuần của tụ một. Chung là đang trong giai đoạn bình thường, trong giai đoạn nhàn nhạt. Đấy, không có sự kiện lớn, không có biến cố lớn, tai nạn lớn, nhưng cũng không có cái cơ hội thành tựu nào quá nổi bật, quá nổi trội. Có đầu tuần nhưng mà làm không khiến cho bạn ngạc nhiên hay không khiến cho bạn đổi đời. Thế, thế nên mình thấy nó cũng chỉ là một cơ hội giống như kiểu năng lượng của sáu gậy, một thành tựu bé chứ không phải là một cái thành công của cả hành trình, của cả quá trình. Rồi, thì đấy là trải bài các bạn tụ 2. Chắc mình sẽ dừng trải bài ở đây, thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye. Xin chào các bạn tụ 3. Các bạn là những người chọn trụ đá Fluorite cầu vồng. Và như mình đã nói ở đầu video, đấy là mình thấy chết thì tuần này của tụ 3 tương đối yên bình. Tương đối yên bình và đang trong hành trình chữa lành hoặc là hành trình phát triển tâm linh. Có thể là dạo gần đây bạn tìm hiểu nhiều hơn, kỹ hơn về tarot, tìm hiểu kỹ hơn về thức tỉnh tâm linh, về thiền định, về yoga đó, thì sẽ có kiểu năng lượng như vậy liên quan nhiều đến tâm linh. Tụ này khéo khi còn yên bình hơn tụ 2 á. Mình hay gọi mấy cái tuần này là tuần hoặc tháng bước đệm, không có gì lớn. Rồi, nhưng mà năng lượng của tụ 3 cũng là năng lượng của người già. Năng lượng của người có tuổi. Thật ra những cái kiểu năng lượng như tụ 3 nhá, không phải là trong tuần của bạn không có sự kiện đâu. Có, nhưng mà bởi vì bây giờ cái tần số hay năng lượng của bạn tương đối cao rồi nên các sự kiện đó không ảnh hưởng nhiều đến bạn. Ví dụ nhá, cùng một sự kiện đi, bạn bị con chó nhà hàng xóm ngoạm một cái đấy, và chân thì cũng không chảy máu hay là gì đâu vì nó ngoạm ngoài quần của bạn. Thế nên một người ở đang độ tuổi 19-20 sẽ rất là bực mình, sẽ chửi con chó, xong rồi tìm đến chủ con chó, chửi cả chủ con chó, xong rồi không chửi được thì chụp ảnh đem lên mạng rồi đi bêu díu con chó đó. Thế là tự dưng trong tuần của bạn ấy có sự kiện khiến cho bạn ấy bực bội, rồi tâm trạng cảm xúc bị tụt mút đấy. Nhưng một người mà ví dụ tầm 40 tuổi đi, bạn bị chó ngoạm đi, nhưng mà nó cũng chả ảnh hưởng gì, nó ngoạm ngoài quần, quần rõ là dày đấy, thế là bạn chủ chạy ra đi xin lỗi rồi, thế là bạn cười không sao, con chó đáng yêu thế đấy, thế thôi. Thế tuần của bạn nó trôi đi một cách nhạt nhẽo như vậy, thế nhá. Thế nên mình hiểu ở đây là với những trải bài khi mà mình nói là yên bình không có nghĩa là không có sự kiện, mà là bạn vì bạn đã tìm được bình yên trong tâm hồn rồi. Thế nên là người khác có làm gì bạn cũng chỉ cười thế à. Khi mà bạn đã dẹp được cái tôi, cái ego của mình rồi á, bạn biết cách điều tiết nó á, thì gần như chẳng gì có thể trigger được bạn, hay chẳng gì có thể kích động được bạn. Rồi, keep your dreams alive. Lá này nhìn đẹp nhỉ. 25. Giữ cho ước mơ, giấc mơ thành hiện thực. Pause.
tạm ngưng. Celebrate difference nghĩa là chấp nhận hay là ôm trọn, trân trọng sự khác biệt. Ok, một điểm thứ hai mình thấy ở các bạn tụ ba có thể các bạn khá lập dị trong mắt người khác, có thể là do cách bạn suy nghĩ hay là do lối sống của bạn tương đối khác người đấy. Và mình cảm thấy là bạn đang trong một giai đoạn tạm ngưng để nghỉ ngơi, để tìm về bên trong, chứ còn những ước mơ, những khát vọng vẫn còn đấy, chẳng qua là có thể bạn là kiểu thời gian trước cũng tham vọng đấy, cũng làm này làm kia đấy, nhưng mà vì một số biến cố mà bây giờ cần thời gian tĩnh tâm nghỉ ngơi, và tuần này đang là cái tuần để tĩnh tâm nghỉ ngơi đấy. Thì đây giống như kiểu nghỉ ngơi tạm ngừng một chút, mài dao á, để mài giáo chứ ai lại đi mài dao, để thời gian tới sẽ chăm chỉ trở lại, sẽ chiến đấu trở lại đấy. Giống như kiểu là mài rìu để chặt cây ấy. Thay vì chúng mình cứ dùng đi dùng lại cái rìu cùn, cái lưỡi dao cùn, lưỡi rìu cùn, chúng mình phải mài nó đã. Thì đây là cái thời gian bạn đang mài, và mài yên bình thôi. Người khác nhìn vào bảo ôi mày không chặt ngay đi, thằng kia nó đứa khác nó chặt, nó thắng mày thì sao, nó chặt thắng mày thì sao. Mày bảo ôi mình bảo quan trọng gì thắng thua đấy, quan trọng là mình có được vũ khí tốt nhất trong tay đã. Và cái vũ khí ở đây chính là bản thân bạn, sức khỏe, và sức khỏe tinh thần của bạn, vì bạn đang mài giũa nó. Ok. Rồi. Ok. Đây là giai đoạn nghỉ ngơi trước khi chúng mình lại xông pha chiến trận. Rồi, thứ hai chúng mình có gì đây? Thứ hai chúng mình có núi đồi khó khăn để vượt qua, có kim chỉ, kim và chỉ, một điều ước sẽ thành hiện thực, vương miện, mọi người tôn trọng bạn. Đấy, casket là cái gì? Ai đó rời khỏi cuộc sống của bạn, hoặc là một tình huống nào đấy chấm dứt, kết thúc, cái bức tường hiểu lầm, lại điều ước thành hiện thực. Rồi, lại compliment. Không biết các bạn đang làm nghề gì, hay là các bạn đang như thế nào đó, mà mình thấy có tận 2 lá nói về việc là bạn trong mắt người khác được mọi người kính trọng. Mặc dù bạn khác biệt nhưng mọi người vẫn kính trọng bạn. Thế đó cũng đúng thôi, vì bây giờ bạn đã trải qua rất là nhiều thứ, và trải qua hành trình phát triển bản thân để bây giờ bạn tự tin hơn, bạn biết mình là ai. Thì ví dụ như một người bị chó cắn và chửi lại con chó với một người cười, ừ, chó đáng yêu, thì bạn nghĩ là mọi người sẽ kính trọng ai hơn? Mọi người sẽ kính trọng cái người cười với con chó, hay là mọi người kính trọng cái người chửi lại con chó? Nó là như thế nha. Rồi, thì trong 3 ngày đầu tuần sẽ có chút sự kiện ở, buồn cười lắm, tuần này có 2 sự kiện không được vui cho lắm. 2 sự kiện mình có không vui, mình gọi là bất tiện đi. Sẽ một sự kiện xảy ra vào 3 ngày, 2, 3, 4, và sự kiện còn lại rơi vào 4 ngày, 5, 6, 7, chủ nhật. Và cả hai sự kiện đều có một đặc điểm chung là sự kiện không tốt. Một sự kiện thì là chướng ngại vật, khó khăn cần phải vượt qua, cần phải giải quyết, một cái trouble cần phải giải quyết, và một sự kiện là do hiểu lầm mà ai đó rời khỏi cuộc sống của bạn, hoặc một tình huống nào đấy buộc phải chấm dứt. Cả hai sự kiện bạn đều giải quyết rất EQ cao, và sau khi bạn giải quyết xong, cả hai đều kết thúc bằng việc bạn được người khác kính nể. Ok, cả hai đều được giải quyết êm thấm bởi khả năng, bởi cái khả năng giải quyết tình huống rồi EQ cao của bạn. Và mọi người phải bảo wow, cái người này thật sự không đùa được đâu. Wow, cái người này thật sự họ biết phải sống như thế nào. Wow, cái người này thật sự già trước tuổi. Wow, cái người này thật sự thông thái. Cách họ giải quyết vấn đề quá là tài tình. Đấy, ví dụ như là tuần đầu
một cái khó khăn trouble, ví dụ như bị chó cắn đấy, thay vì mình chửi chó, mình làm lên rồi mình đem lên mạng nói là mở chiến dịch không nên nuôi chó, giả sử thế đấy, thì bạn chỉ ok cười cái sau ngày hôm sau tự chủ động đi mua cái giỏ mõm cho con chó đấy, tặng cho nhà hàng xóm, đây tôi tặng chị cái giỏ mõm để chó nhà chị lần sau không cắn người khác, không chỉ là tôi, và tôi không muốn các những người khác bị như tôi, nhỡ bây giờ nó cắn trẻ con mà trẻ con không mặc quần thì sao đấy. Và sự thế là hàng xóm bảo ui đã không chửi mình thì thôi còn tặng mình cái giỏ mõm kiểu vậy nhá. Sẽ có một sẽ cách cư xử rồi cách giải quyết rất gọi là rất gì, rất EQ cao. rồi đấy, xong đến 4 ngày cuối sẽ hiểu lầm này kia, sau ai đó ví dụ như là đồng nghiệp vì hiểu lầm nên là không muốn làm việc với bạn nữa, hay là đối tác làm ăn không làm việc với bạn nữa. Nhưng mình thấy là ở đây bạn không níu kéo đâu, bạn sẽ ok đồng ý ngừng cái mối quan hệ này lại hay ngừng tình huống này lại đấy, nhưng mà cái cách bạn xử lý nó lại mang tính chất EQ cao và lại khiến mọi người há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O à. Ui bạn này đỉnh vãi, giải quyết vấn đề gọi là kiểu như thế đấy, nó sẽ mang lại cảm giác như thế. Một tuần xảy ra hai việc mà đều giải quyết gọn gàng, thế nên mới bảo là tuần này là cái tuần mà yên bình là vì thế, đúng không? Mình đã nói ngay từ đầu rồi, cái sự yên bình ở đây không nhất thiết là không có sự kiện, mà là có sự kiện nhưng không ảnh hưởng được đến bạn, và ít nhất rằng có hai sự kiện và chẳng ảnh hưởng đến bạn. Ok. Thì đấy là trải bài của các bạn tụi ba. Thông điệp đã nói xong rồi, chắc mình sẽ dừng trải bài ở đây. Ok, cảm ơn các bạn một lần nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye.